Xe và nhà từ nay là của em. Công nhận chị Mỹ Hà uy tín thiệt. Tại vì em không biết thôi. Một khi chị Mỹ Hà đã nói ra một lời nào đó, chị sẽ không bao giờ làm sai lời chị nói. Đó là lý do tại sao thế giới ngầm luôn nể chị. Thôi mình vô nhà đi chị. Ok. Mật tin báo về cho biết Cường Điểu đang cất giấu một số lượng ma túy rất lớn. Lần này chúng ta phải cố gắng tóm gọn băng nhóm của Cường Điểu. Lần này thì Cường Điểu hết đường thoát. Tổ chức của Cường Điểu hoạt động bao lâu nay đã đem lại bao nhiêu nguy hại cho xã hội? Đây là cơ hội cho chúng ta kết thúc băng nhóm này. Nếu để một lô hàng ma túy số lượng lớn như vậy tuồn ra thị trường thì nguy hại khôn lường. Chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể để giải quyết băng nhóm này. Vì băng nhóm của Cường Điểu hoạt động rải rác nhiều nơi, cho nên chúng ta không thể dây ráp bắt trọn ổ được, mà dùng phương án đánh bắt đồng loạt theo kiểu du kích, để cho bọn chúng không kịp trở tay và thông báo cho nhau. Hành động phải hết sức cẩn thận, dây bắt trọn ổ, không để tên tội phạm nào trốn thoát, nhất là Cường Điểu. Dạ đó. Đó. Em về rồi hả? Em ngồi đi. Hình như là anh cố tình đợi em để nói chuyện gì đúng không? Anh chờ em về để chào em rồi anh đi. Anh đi đâu? Anh về nhà anh. Chứ anh tiếp tục ở đây thì sẽ rất bất tiện cho em. Em thấy có gì đâu mà bất tiện. Bộ anh không thấy là có anh ở đây em rất là vui hả? Anh biết, nhưng mà em là con gái chưa có chồng. Anh làm như vậy thì kỳ lắm. Với lại ở cơ quan anh bao nhiêu việc nữa. Vậy thì em sẽ lấy chồng, còn anh sẽ từ bỏ ngành công an. Như vậy làm sao mà được. Em biết thừa ngành công an là mơ ước của anh mà. Vậy thì nói cho em nghe, tính đến thời điểm này thì ngành công an đã cho anh được những gì? Không có nhưng gì hết. Em đã tính toán rồi, chỉ cần cho em thêm một chút xíu thời gian nữa thôi, để em sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa. Sau đó em sẽ qua nước ngoài sống cùng với anh. Anh sẽ đi cùng với em chứ, đúng không? Nhưng mà chuyện này anh cần phải có thời gian để suy nghĩ lại đã.
thì tất nhiên rồi, đây là một quyết định quan trọng mà. Chỉ có điều là anh đừng suy nghĩ quá lâu. Em đã để mất anh một lần rồi, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa. Được không? Anh sẽ bù đắp lại những mất mát cho em. Giang sơn này là của chúng ta. Giang sơn này là của chúng mình. Vô đi. Vô. Vô. Linh ơi, mẹ vô nha. Dạ. Con nghỉ tay một chút đi, uống nước cam cho khỏe nè con. Dạ, mẹ cứ để đó đi mẹ. Chút nữa con uống sau. Con cứ bù đầu vào công việc như vậy không phải là cách đâu con. Phải nghỉ ngơi nữa. Vậy bây giờ mẹ muốn con phải như thế nào? Con biết là con sai, và con đã nhận hết lỗi của mình. Nhưng mà anh Minh đâu có đủ rộng lượng để nghe con giải thích đâu mẹ. Vậy con đã tìm thằng Minh để giải thích chưa? Từ khi chuyện này xảy ra, anh cứ tránh né con hoài à. Nếu là như vậy thì con phải tìm nó để giải thích, chứ con đừng có đợi nó tìm tới con. Nè, con nghĩ thử coi, khi con nhìn thấy tấm hình thằng Minh chụp với cô gái đó đó,
Con đã tức tối dọn về nhà mẹ ở, rồi còn đòi ly hôn nữa. Huống hồ gì thằng Minh nó thấy hình con chụp với thằng Phát như vậy nữa. Mẹ thì mẹ không binh thằng Minh, nhưng mà lần này thì con sai thật rồi, cho nên con phải chủ động. Dạ con biết rồi. Mẹ nghĩ bây giờ không phải là lúc hơn thua hay là sĩ diện, mà là lúc con biết nhận cái sai để mà sửa. Không có hạnh phúc nào mà không trả giá đâu con à. Chỉ có điều con người ta có đủ can đảm để vượt qua khó khăn trước sự trả giá như vậy hay không. Dạ con cảm ơn mẹ đã dạy. Ừ, con cứ nghĩ kỹ nha. Thưa ông chủ, Mỹ Hà đã chiêu mộ thành công Nhã Phương về trướng của mình. Nhã Phương về dưới trướng của Mỹ Hà. Điều gì đã khiến cô ta thay đổi quyết định nhanh như vậy? Được Mỹ Hà ưu ái, tặng biệt thự, xe hơi, cho nên cô ta đồng ý. Cuối cùng chỉ vì tiền mà thôi. Đúng là đồng tiền có thể mua được tất cả. Dạ. Rất may cho Nhã Phương đã đưa ra quyết định về Mỹ Hà sớm. Nếu không cô ta cũng sẽ cùng chung số phận với Cường Đểu. Có vẻ như là Cường Đểu vẫn rất ung dung và tự tại. Cứ để cho hắn ta ung dung sống những ngày ngắn ngủi còn lại. Dạ. Cậu không cần xuất hiện nhiều ở quán chè Thiên Đường, nhưng phải nắm rõ mọi tình hình ở đó, về báo cáo cho tôi từng chi tiết. Dạ, tôi biết rồi, thưa ông chủ. Mẹ thì mẹ không binh thằng Minh, nhưng mà lần này thì con sai thật rồi, cho nên con phải chủ động. Dạ con biết rồi. Mẹ nghĩ bây giờ không phải là lúc hơn thua hay là sĩ diện, mà là lúc con biết nhận cái sai để mà sửa. Không có hạnh phúc nào mà không trả giá đâu con à. Chỉ có điều con người ta có đủ can đảm để vượt qua khó khăn trước sự trả giá như vậy hay không. Dạ con cảm ơn mẹ đã dạy. Ừ, con cứ nghĩ kỹ nha. Bây giờ anh ấy còn không thèm nghe điện thoại của mình nữa. Bây giờ không phải là lúc hơn thua hay là sĩ diện, mà là lúc con biết nhận cái sai để mà sửa. Không có hạnh phúc nào mà không trả giá đâu con à. Chỉ có điều con người ta có đủ can đảm để vượt qua khó khăn trước sự trả giá như vậy hay không. Ừ.
Em, anh thấy thời tiết hôm nay thật là đẹp. Mà em cũng vậy. Anh cảm thấy rất là thoải mái khi mình được ngồi cùng ăn tối với em như thế này. Em ước gì phải chi ngày nào em với anh cũng cùng nhau ăn tối như vậy hết. Anh sẽ cố gắng. Em không cần anh cố gắng. Em muốn anh hứa. Vì sao vậy? Vì khi Quang Minh hứa với Mỹ Hà thì nhất định Quang Minh sẽ thực hiện. Anh hứa. Méo tay nha. Anh đút cái này cho em anh. Sắp hư cái nĩa rồi nè. Tới lượt em. Anh chưa ăn hả? Nè. Nè em đút lại. Thôi anh sẽ không bao giờ ăn nữa. Mời em. Thì ra anh ấy và Mỹ Hà đang hạnh phúc bên nhau. Dù gì thì mình cũng phải giải quyết một lần cho xong mới được. Linh. Anh Phát. Em theo anh. Anh Phát. Anh Phát. Linh à, em xong vô nhà Mỹ Hà để làm cái gì vậy? Bọn tính đánh ghen hay là sao? Đánh ghen thì đã sao? Em có cái quyền đó mà. Em nghĩ bây giờ đối với Quang Minh, em có cái quyền đó hay sao? Hay là em vô đó rồi tự chuốc lấy sự nhục nhã của bản thân mình? Anh biết, em chứng kiến Quang Minh và Mỹ Hà hạnh phúc, em sẽ không kìm lòng được. Nhưng mà chúng ta là những người văn minh, không thể giải quyết chuyện tình cảm bằng bạo lực được. Vì vậy chúng ta sai càng thêm sai. Anh đã đánh giá thấp em rồi. Em chỉ tính vô trong đó nói chuyện với họ một lần cuối cùng nữa thôi. Nếu như muốn nói chuyện thì Quang Minh đã chủ động nói chuyện với em rồi. Có chuyện gì mà em phải hạ mình tới đây? Nếu không ở bên nhau được thì em nên ly hôn đi. Tại sao anh với mẹ em ai cũng khuyên em như vậy hết vậy? Tại vì anh lo lắng cho em. Cả anh và mẹ em đều như vậy thôi. Nhìn em buồn bã và đau khổ vì một thằng chồng không xứng đáng như vậy, quả thật anh không cầm lòng được. Mạnh mẽ lên. Em còn trẻ, còn tương lai phía trước. Đừng níu kéo cuộc hôn nhân đau khổ này làm gì nữa. Không lẽ đã tới lúc em phải làm vậy sao? Phương Linh à, nếu như em ly hôn thì anh sẽ cưới em làm vợ, rồi anh sẽ đưa em và bé My qua Mỹ để sinh sống. Em sẽ có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn.
tình hình sao rồi? Dạ, Cường Điểu vẫn đang ở nhà, không có động tĩnh gì hết. Thôi được rồi, cậu về đi, tôi canh cho. Dạ. Mọi thứ đã an toàn. Đẹp. Tao cất giữ mày lâu lắm rồi. Đã tới lúc tạm biệt mày rồi. Xin lỗi mày. Mỹ Hà, từ nay tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa. Tôi sẽ là bá chủ trong cái thế giới ngầm này. Lỡ như có chuyện gì, cô đừng trách tôi nha. Tôi nghe. Dạ, thưa anh, Cường Điểu đã bị bắt. Tốt. Cậu cứ ở đó canh gác, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Bớt ồn đi. Buông ra.
Buông ra. Buông ra. Buông ra. Tao nói buông ra. Ông chủ, tôi đưa hắn tới rồi. Cởi khăn trùm đầu nó ra. Lão thần ý, tại sao vẫn còn sống hả? Mày tưởng tao dễ chết như vậy sao? Không thể nào như vậy được. Tôi nhớ rõ ràng, ngày hôm đó viên đạn găm thẳng vào đầu ông, chết ngay tại chỗ rồi mà. Bất ngờ lắm phải không? Vốn dĩ cuộc sống này còn nhiều điều bất ngờ mà mày không biết. Lão thần y, tôi với ông không thù không oán, chứ một lần chạm mặt, tại sao lúc nào ông cũng muốn dồn tôi vô đường cùng hết hả? Là ông hả Trần Quyết? Là tôi. Tôi đã kể cho lão thần y những việc làm khốn nạn trước kia của anh. Mày có biết tại sao tao lại dẫn mày tới đây không? Tại sao? Mau quên vậy sao? Chỗ này năm xưa lão đại đã bị bắn chết. Lão thần y, cái chết của lão đại liên quan gì tới tôi hả? Mày là thằng công an nằm vùng. Chính mày đã báo tin cho công an. Mày là một thằng công an biến chất. Mày dựa vào điều đó để thủ hả? Tiêu lão đại, để mày trở thành ông trùm thế giới ngầm như ngày hôm nay, đúng không? Lão thần y, cuối cùng ông là ai? Mối quan hệ của ông với lão đại như thế nào hả? Mày sẽ biết được tên của tao sau khi viên đạn này ghim thẳng vào đầu mày. Khoan, lão thần y, bây giờ chuyện tới nước này rồi, tôi cũng xin nói thẳng luôn. Thật ra tôi không có giết lão đại. Tôi không có gọi công an gì hết á. Tôi bị quan mà. Đến lúc này mà mày còn diễn lý do để biện hộ nữa sao? Không, tôi nói thiệt. Tôi biết ai là người. Ông chủ cẩn thận. Hắn đang định nói ra kẻ sát hại. Tại sao cô giết hắn? Lời của một thằng cặn bã dối trá như nó mà ông cũng muốn nghe hả? Chính nó mới là người giết lão đại. Tôi đến đây để tự tay giết nó, trả thù cho chồng của tôi. Vậy tại sao bấy lâu nay cô luôn bảo vệ cho hắn? Bấy lâu nay nó lừa tôi. Nó nói lão đại bị công an giết, rồi sau đó nó giả vờ cu mang tôi. Thằng chó. Nhưng tại sao cô lại biết tôi đưa nó tới đây? Lão thần y, ông tưởng chỉ có một mình ông có quyền biết về người khác, còn người khác thì không có quyền biết về ông à? Tôi cũng đang rất thắc mắc đây, tại sao ông lại quan tâm đến lão đại? Tôi đã nói rồi, tôi với lão đại chỉ là bạn tâm giao. Chuyện tôi làm ngày hôm nay là chỉ để trả thù cho người bạn đã khuất của tôi mà thôi. Tôi muốn biết tên thật của ông. Những ai biết tên của tôi đều phải chết. Cô cứ gọi tôi là lão thần y. Đem xác hắn ta tới trước mộ lão đại. Nhanh đi. Ê mày, giờ đi đâu mày?
Mày cứ chạy đi, để tao chỉ đường cho. Bây giờ đi thẳng luôn đúng không? Ừ. Ê mày. Gì? Tao thấy mày cũng đẹp trai, thông minh. Mà sao tao thấy mày lấy tên là Bình Bò nghe nó kỳ sao mày? Hay không? Mày biết sao không? Tao hồi nhỏ, tao có đi phụ má tao bán thịt bò ở ngoài chợ. Rồi mấy đứa bạn nó mới kêu là Bình Bò. Từ đó có tên Bình Bò. Thiệt hả? Vậy hả? Cho mày biết tao tưởng là... Tưởng đâu hồi nhỏ mày học ngu lắm phải không mày? Bởi vậy mày mới lấy tên là Bình Bò. Má, chó. Mày biết tại sao không mày? Tại sao tao có biệt danh là chó điên không? Tại hồi nhỏ tao bị chó cắn. Mà tao không hiểu sao con chó đó nó cắn da như quỷ vậy, cắn hoài không nhả luôn mày. Tao tức quá, tao ôm cổ rồi cắn đứt lỗ tai nó luôn. Tao chích thuốc dại rồi nằm cả tháng ở nhà. Mày còn điên hơn con chó điên nữa. Ê, tới đây mình quẹo phải không? Phải. Ê, có khi nào mày nghĩ mình làm mấy cái nghề này rồi một ngày nào đó mình bị công an bắt không? Ừ. Ừ? Má, mày điên hả? Mày đang chở hàng trên xe mà miệng mồm mày ăn nói kiểu gì vậy? Trời, lo gì cha. Tao nói thiệt với mày, không có thằng công an nào á mà nghĩ mình để hàng trên xe đâu. Tao đảm bảo với mày luôn á, bữa nay mày đặt mê tín rồi cha. Mày vừa phải thôi, miệng mồm mày kiểu đó. Mày hên là đi với tao á, chứ mày đi với anh Cường là có ngày ăn đạn vô đầu nha mày. Có ổng á, tao không có nói đâu. Nói thiệt luôn, ổng còn điên hơn cái tao nữa. Thẳng hay quẹo? Phải. Đây phải không? Thanh Bình, Lê Ngọc Sơn, đề nghị hai anh xuống xe để chúng tôi kiểm tra. Tôi nghi ngờ trên xe hai anh có chất cấm. Ủa anh ơi, tụi tôi có làm gì sai đâu mà sao anh chưa kiểm tra xe mà anh làm tụi tôi giống như tội phạm vậy? Thì chờ kiểm tra sẽ rõ. Xuống xe. Bỏ hai tay lên đầu, úp mặt vô xe. Còng tay họ lại. Yes. Ủa, thằng chó điên đâu? Nó đi công chuyện đâu với thằng Bình Bò rồi? Buồn vậy ta? Đi chơi phải có thằng chó điên mới vui chứ. Bữa nay đi chơi ở đâu? Bữa nay mình đi Mũi Né chơi ghế tây. Nghe khoái. Tiền đại ca cho mình vẫn còn nhiều mà, mình phải biết hưởng thụ đi chứ, đúng không? Vụ này ngon ngang, hơi mất thời gian thôi. Mày có chắc chơi được không? Chứ sao? Mày có biết chỗ không? Tao biết chỗ, mà tao chưa có thử. Đó giờ tao coi phim, nghe nó oh yeah, oh yeah, đã lắm. Giờ đi thiệt, nghe cho nó sướng cái lỗ tai. Đi, con chơi chơi đi liền chứ sao? Cho tao đi với. Vậy, đi đâu? Triệu Quang Hải, Lê Đức Thành, hai anh đã bị bắt. Đi. Đi.
em là shipper tới giao hàng đó chị. Thôi được rồi, để tôi vô gọi nha. Im lặng, để kia chị hợp tác. Thưa sếp, đã tìm khắp căn nhà nhưng không thấy Cường Đễu đâu hết. Các đồng chí đã tìm kỹ chưa? Dạ, đã tìm rất kỹ. Thưa sếp, tụi em đã tìm rất kỹ rồi, không thấy Cường Đễu ở đâu hết. Thưa sếp, chị ta nói chỉ có một mình chị ở trong nhà, không có Cường Điểu ở nhà. Chị có biết Cường Điểu đi đâu không? Tôi không biết, tôi giúp việc theo giờ. Sáng nay tôi tới thì không thấy ông chủ ở nhà. Như vậy tất cả băng nhóm của Cường Điểu đều bị bắt, chỉ có một mình hắn duy nhất là trốn thoát một cách kỳ lạ. Không thể nào như vậy được. Mình đã cho người túc trực trước nhà hắn 24/24, làm sao mà hắn có thể thoát được? Trừ khi bên phía chúng ta có sơ suất. Đồng chí Tuấn và tôi thay phiên túc trực trước nhà hắn, không rời dù chỉ một giây, không thể xảy ra sơ suất nào hết. Như vậy không lẽ nào trong nhà của Cường Đểu có lối thoát bí mật nào đó mà chúng ta không biết? Làm sao có thể như vậy được? Mình đã lục soát rất kỹ nhà Cường Đểu, làm gì có lối thoát bí mật nào. Cũng có thể là chúng ta đã bỏ sót một nơi nào đó, hoặc căn hầm bí mật được ngụy trang khéo léo nên chúng ta mới không thể biết được. Cũng có thể là như vậy.
ơi. Nè cậu ơi. Trái tim mang nhiều tổn thương, mặc cho kiếp hoa phong trần. Thương lấy đôi tay gầy trao trông. Ai biết đâu cơn gió kia vô tình. Biết mai này đi về đâu, mình phía sau lưng trời vẫn mong được một lần yêu, vượt qua nơi tâm côi thiên nát che mờ nơi dấu chân. Từng ngày trôi theo bao vòng xoay, tự do trên trời gió sẽ quên đi, bước qua nỗi đau mà đi, bước trong giấc mơ riêng mình.